Ok, hello anh em nhé, chào tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Cáo đây. Và ok, đến kiếp này thì mình sẽ làm cái clip đi nuốt con phi dê nha anh em. Làm nhiệm vụ sang Jazzat Uphat. Và ok, bây giờ mình đang ở bên trái đất và mình sẽ chạy ra bên phi dê lúc nha. Ok, chào anh em câu thôi. Chứ trước hết thì mình gửi lời chào. Em phải gửi lời chào anh em ơi. Gửi lời chúc một Noel thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha anh em. Và nhớ ấn subscribe, bật chuông để đón xem những cái phần mới nhất từ mình nha. Và triển thôi anh em, bây giờ mình sẽ chạy sang phía re nha. Và để biết cái mình có một cái này rất là hay anh em ạ, chuyển bản rất là nhanh, à chuyển chuyển map rất là nhanh luôn, nhưng mà có lẽ là mình méo sâu đâu. Rồi lấy cái ngọc đã, không tí chết thì có cái hồi sinh anh em ạ. Ok, mà hiện giờ là khoảng 3 giờ anh em ơi, và 3 giờ thì cũng rất là nhiều người phá đấy anh em. Mấy thằng nó đi học thì nó đi học rồi, thế còn mấy cái ông săn thuê ấy, đấy nó cũng nát nhanh lắm anh em. Mình sẽ tua đến đoạn đánh phi re thôi nha anh em, và chắc có lẽ là mình để nhạc thôi. Ok mấy thím, bây giờ chế sẽ đi trả cái nhiệm vụ nha. Và có lẽ là chế sẽ lượn qua chỗ ra rác tí. Và chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ úp ra rác đây anh em ạ. Mình chưa úp được từ vội. Bây giờ chắc sắp hết hết 2 rồi. Mình úp là hôm nay là hôm 24 nha. Mình làm nhiệm vụ hôm 24 nha. Đó, sau khi hết 2 rồi anh em. Nên cũng chả muốn úp nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ trả cái nhiệm vụ và chuẩn bị hành trang sang ra rác thôi anh em. Và nick mình thì có 10k HP thôi, úp ra rác mắc dễ anh em ơi. Vilakame, nói chuyện, học. Đó rồi, báo cáo với ông Moji. Và ok, có lẽ là cái clip của mình dừng tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên lại một like, một subscribe nha. Và nhớ đăng ký kênh và bật cái chuông để đón xem những cái phần mới nhất từ mình nha. Ok, bye các bạn nhé, bye bye. Đi tìm vị khách lạ. We can make a wildfire get away.